Ra đời 16 năm nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã ngày càng có uy tín trong việc đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Năm 2005, báo cáo xếp hạng PCI được công bố lần đầu tiên, nhưng chỉ hoàn thành khảo sát 16.200 doanh nghiệp tại 42 tỉnh, thành phố. Khi kết quả của PCI 2005 được công bố, những đối tượng khác nhau như cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan báo chí hay các nhà tài trợ đã có những phản hồi tiếp nhận khác nhau. Nhưng lúc đó, dường như không phải đối tượng nào cũng thấy được tầm quan trọng hay tác động của chỉ số PCI. Năm 2006, 63 tỉnh thành đều có tên trên bảng xếp hạng. Lâm Đồng lần đầu tiên có mặt, đạt 52,25 trên 100 điểm, đứng ở vị trí 35 thuộc nhóm có PCI trung bình và đứng thứ hai sau Gia Lai trong khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên. Qua các năm đến năm 2021, chỉ số PCI của Lâm Đồng đã vượt lên và giữ vị trí đứng đầu khu vực Tây Nguyên và nằm ở vị trí thứ 15, tăng 8 bậc so với năm 2020 trên bảng xếp hạng PCI. Chỉ đứng sau Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh trong top khá của bảng xếp hạng PCI. Chỉ số PCI cho thấy địa phương đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện thước đo PCI. Chúng tôi đánh giá rằng là cái việc cải thiện càng ngày nó càng tốt hơn. Đặc biệt trong đó là những cái cơ chế chính sách mà nó gây cản trở cho cái việc phát triển doanh nghiệp thì các cơ quan ban ngành họ giải quyết nhanh hơn. Và đặc biệt trong đó thì chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ thì nó khó khăn dính tới những cái cơ chế chính sách mà trực thuộc ở ngoài bộ hoặc trung ương thì nó hơi chậm. Nhưng đối với những cái cơ chế chính sách mà trực thuộc tại địa phương thì tôi thấy rằng là cái tiến độ nó được cải thiện nhiều. Và đặc biệt trong đó là cái chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh thì nó đã được nâng cao. Trong tổng số 10 chỉ số thành phần để xác định điểm số PCI năm 2021, Lâm Đồng có 7 tiêu chí tăng điểm. PCI dần dần không còn là chỉ số để tham khảo của chính quyền mà đã đi vào các nghị quyết của chính phủ. Vì vậy, không chỉ có các tỉnh, thành phố quan tâm đến PCI mới nỗ lực cải thiện chỉ số, mà tất cả các tỉnh đều nỗ lực và tốc độ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính quyền mới là yếu tố quyết định nâng cao chỉ số PCI. Phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Để với mục tiêu là phục vụ tối đa cái nhu cầu lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Thì trong đó giai đoạn 2021-2025 tập trung sẽ triển khai cái chính quyền điện tử. Thì trong đó sẽ tập trung đầu tư các cái hạ tầng về công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và sẽ phát triển các ứng dụng dùng chung để dùng chung cho toàn bộ hệ thống của các cơ quan đảng nhà nước cũng như các tổ chức chính trị xã hội. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ cải cách hành chính, nâng cao cái thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mặc dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng các chỉ số đánh giá chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh vẫn cải thiện và được nhiều doanh nghiệp đánh giá tích cực. Tất nhiên, PCI không nói lên tất cả sự phát triển toàn diện của một địa phương, nhưng là một kết quả giám sát tiêu biểu, đáng để nhân rộng, thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm trong điều hành kinh tế của các địa phương.